Mới đây, Heineken đã ra mắt Heineken Silver, một loại bia ảo không calo, không cồn và không mùi vị tại một số sự kiện trong Metaverse. Tuy nhiên, việc ra mắt này chỉ là trò đùa của thương hiệu. Theo Heineken, Heineken Silver ra mắt nhằm mục đích mỉa mai, chúng tôi có nhiều thương hiệu khác đang lao vào cơn sốt Metaverse bằng cách tung ra các sản phẩm và dịch vụ ảo. Trên trang web chính thức, Heineken đã cung cấp giá trị ảo của loại bia này thay vì giá trị dinh dưỡng thông thường với các thuật ngữ chế giễu như bezel 0g, HTML 0g, màu RGB 0g, hiển thị 0g, trục trặc 0g. Mô tả về Heineken Silver, thương hiệu cho biết bia ảo chỉ được làm từ những hình ảnh bezel tươi nhất, không có mạch nha, không có hoa bia, không có men, không có nước và cũng không có bia. Đây là một lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn tránh cảm giác say hoặc buồn nôn do thức uống có cồn. Khách hàng có thể thưởng thức loại bia ảo Heineken Silver tại nhà máy bia ảo Decentraland của công ty trên máy tính, để bàn hoặc máy tính xách tay. Tại đây, du khách sẽ được tự do dạo chơi trong môi trường ảo, bao gồm một gian hàng DJ, sàn nhảy và một quán bar phục vụ với các món ăn như tôm hùm điện ảnh và màn trình diễn của đại sứ thương hiệu Thierry Henry. Ý tưởng táo bạo này đã giúp chiến dịch ra mắt của Heineken thu hút sự chú ý của mọi người, đồng thời đóng vai trò như một cơ hội giáo dục khách hàng về vai trò của Metaverse.